Chào Tóc Đỏ, và mới đây Trúc cũng đã hoàn thành tiếp một bộ phim dài thôi rồi. Và hiện nay thì Trúc đang phải nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Trúc đang muốn thay đổi bản thân của mình bằng cách đi tập gym, đi tập luyện thể lực cho nó tốt hơn, là chăm sóc da làm đẹp mình nhiều hơn. Thật ra đóng phim các bạn sẽ thấy là nếu như mà các bạn thấy ở trên phim là cực một thôi, thì ở ngoài phải cực gấp 10, gấp mấy chục lần như vậy nữa. Vì là sẽ nắng noi, rồi thời gian ngủ nghe không đủ, đi xa, rồi làm cho da của mình càng ngày càng xấu đi, rồi cơ thể của mình stress nhiều hơn, công việc không đủ, bắt đầu ăn ngủ không đủ thì làm cho cơ thể của mình nó thay đổi, nó sẽ không còn đẹp nữa. Vì là mình cũng độ tuổi cũng lớn hơn và dần cũng lâu rồi, nên là cơ thể của mình sẽ không còn như các bạn trẻ nhiều nữa đâu. Nên là hiện nay Trúc cảm thấy là mình nên dành thời gian cho bản thân mình, nên là Trúc sẽ cố gắng để mà thay đổi hình tượng đi, để sắp tới sẽ có những bộ phim với hình ảnh của Trúc đẹp hơn cho để cho các bạn thấy một thân Trúc thật khác. Thế là một ngày Trúc tập bao nhiêu tiếng? Hiện nay thì Trúc dành hầu như là hơn nửa ngày cho việc tập luyện, là tập từ 2 đến 3 cử, là coi như là trưa, thường thường là tối thức khuya một chút, thức khuya để Trúc xem những cái tin tức ở trên mạng, rồi những cái cách sống của những người Trúc ngưỡng mộ. Đó là tối thức khuya để xem cái đó, thì sáng ngủ dậy hơi trễ một chút, rồi xong là chạy đi đến phòng tập, tập ngay, tập xong rồi ăn ngủ tại phòng tập luôn, sau đó lại tập thêm một cử nữa, nếu như khỏe thì tập thêm một chút xíu nữa cho đến tối để về, và tránh tất cả các cuộc hẹn bạn bè để cho mình không phải đi ăn bậy bạ hay là mình đi uống bậy bạ, nên là đi về thì cuộc sống nó sẽ healthy hơn. Và Chú cũng mong là mình dành hẳn một cái thời gian cho bản thân.